Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống này thì có thể nói niềm vui rất là nhiều. Đúng không ạ? Đời cũng có những niềm vui và đạo cũng có những niềm vui. Và đa số bên ngoài đó, khi chúng ta chưa có đạo lý thì nhiều cái niềm vui bên ngoài nó ẩn chứa nhiều tội lỗi. Nhiều cái niềm vui bên ngoài, mỗi lần vui với những niềm vui đó chúng ta lại bị tổn phước. Mỗi lần chúng ta thỏa mãn với những niềm vui đó, tâm của chúng ta lại động loạn. Và mỗi lần trải qua những niềm vui đó thì mình vui đó, nhưng mà lại gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho người khác, hoặc là gieo rắc nỗi khổ niềm đau đến với những chúng sinh khác. Mà theo nhân quả công bằng, khi mà mình lấy cái niềm vui, mình tạo cái niềm vui cho mình, nhưng mình lại đi gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho những chúng sinh khác, thì sau này những cái nỗi khổ niềm đau mình gây ra đó, ai hưởng nhỉ? À, mình hưởng, đúng không ạ? Nên gọi là niềm vui. Nhưng mà vui như thế nào mới là vấn đề. Chúng ta là người đệ tử Phật, hoặc chúng ta là một người có đạo lý, chúng ta một người có đạo đức, và đặc biệt chúng ta tin nhân quả, thì cái thần tin và hiểu chắc chắn rằng khi chúng ta tìm niềm vui thì niềm vui đó phải đặt trên nền tảng của đạo lý. Và đã là niềm vui đặt trên nền tảng của đạo lý rồi thì mình càng vui càng có phước. Và khi chúng ta có được niềm vui đó thì cái sự hỷ lạc trong tâm rất lớn. Và khi sự hỷ lạc trong tâm rất lớn thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái sự an lạc không chỉ cho mình mà còn an lạc cho tất cả mọi người nữa. Ví dụ, lúc nãy chúng ta tụng kinh, chúng ta cảm thấy có vui không ạ? Có, đúng không? Mình vào một ngôi chùa quê, không khí rất là yên bình, không khí hết sức là đẹp. Và đây là mùa thu Hà Nội nữa, đúng không ạ? Mùa thu miền Bắc nữa, thì không khí rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta may mắn được thượng tọa trụ trì chùa Phước Thành ở Vũng Tàu. Đâu phải dễ để thỉnh thượng tọa đi chung với chúng ta chuyến Phật sự này, đúng không ạ? Mà thượng tọa đã về đây tụng một thời kinh cầu an cho chúng ta. Mình ngồi, mình lắng nghe, mình đọc theo, mình thấy tâm chúng ta có hân hoan không? Có. Nên niềm vui đó có hại đến ai không? Không. Mà càng nhiều người vui chung cái niềm vui đó thì niềm vui càng ngày càng lớn lên. Và đúng một điều gì? Mình vui, mọi người cùng vui thì đều có phước. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta thấy đó, có những cái niềm vui hướng ngoại, vui thú khi thỏa mãn những cái dục lạc trên những cái giác quan của mình, thì thường thường nó ồn ào và nó tiềm tàng, nó ẩn tàng nhiều cái sự tổn hại. Và những cái niềm vui đó, nó thường thường nó trôi qua rất nhẹ nhàng, nó trôi qua rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Nhưng mà nó để lại những cái sự tổn thất về cái phước báo, và để lại những cái sự tổn thất về đạo đức, về sức khỏe của mình. Và đặc biệt hiện tại thì có một bộ phận, đúng không ạ? Một bộ phận thì chúng ta biết là có những cái cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đầu tiên là tốn gì? Tốn tiền. Thứ hai là tốn gì? Sức khỏe của mình. Chúng ta biết vào đó thâu đêm suốt sáng đâu phải là chỉ là những cái trò chơi bình thường đâu, mà còn những cái thú vui khác nữa. Và chính những cái thú vui đó nó bào mòn đến sức khỏe của mình. Những cái thú vui đó nó làm băng hoại đi đạo đức của mình. Và những thú vui đó làm phước báo chúng ta càng ngày càng bị thui chột, càng ngày càng bị thuyên giảm đi. Còn ngược lại, khi chúng ta đến với đạo, ví dụ sáng giờ chúng ta chỉ cần có cái niềm vui là hoan hỷ với cái ngôi làng, đúng không ạ? Đúc được một cái tượng bằng đồng, chúng ta vui. Niềm vui đó hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta không nhảy cẫng lên, đúng không ạ? Chúng ta không hò hét thật là to, vui mừng. Không có. Niềm vui hết sức nhẹ nhàng, nằm nội tâm bên trong mà. Hướng ngoại, những cái niềm vui hướng ngoại bên ngoài thì nó rộn ràng, nó chứa đựng nhiều cái hiểm họa, nó làm mình dễ tổn phước, dễ sao động tâm. Còn cái niềm vui hướng nội đó, ví dụ sáng chúng ta hoan hỷ phước với mọi người, cùng như thế nào? Cùng một ly, một lai để cúng dường đúc tượng. Mình hoan hỷ, mặc dù đây không phải là chùa của mình, không phải là làng của mình, đúng không? Không phải là quê hương của mình, Nhưng mình thấy mọi người đến vui, mình vui chung. Đó là niềm vui hướng nội. Cũng vậy, lúc nãy chúng ta tụng kinh xong tâm chúng ta vui, tâm chúng ta hoan hỷ. Chúng ta có la hét, chúng ta có nhảy cẫng lên thể hiện cái niềm vui đó không ạ? Không, mà chỉ là một nụ cười hoan hỷ nhẹ nhàng thôi. Đúng không ạ? Nên khi mình có đạo lý rồi, chính những cái niềm vui hướng nội nó là nhẹ nhàng, nó là thanh tao và nó bền vững. Và đặc biệt càng có những niềm vui hướng nội xuất phát từ đạo đức, càng có những niềm vui hướng nội xuất phát từ đạo lý, thì phước chúng ta càng tăng trưởng và đạo đức của chúng ta càng ngày càng được vun bồi. Mà đạo đức được tăng trưởng, phước báo được vun bồi, thì cuộc sống chúng ta có an lạc không quý Phật tử? Có cực kỳ nhiều an lạc. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên vì thế quý Phật tử biết hạnh phúc ở đời thì thường thường có tính chất tương đối mà thôi. Vì sao nó có tính chất tương đối? Tại vì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, tùy thuộc vào cách sống của mỗi người về hạnh phúc. Nếu họ nhận thấy hạnh phúc là những điều phù hoa, là những điều hào nhoáng bên ngoài, thì họ sẽ có những cái điều làm để thỏa mãn những cái hạnh phúc đó. Nhưng nếu họ cảm nhận hạnh phúc là những cái điều gì đó thực sự là một cái tâm thanh tịnh, thì họ lại có những cách để có được điều đó. Nên nếu cái quan điểm hạnh phúc của chúng ta đúng với chánh pháp, quan điểm hạnh phúc của chúng ta đúng với đạo lý, thì cái niềm hạnh phúc đó là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc bền vững, hạnh phúc dài lâu. Còn nếu chúng ta có quan điểm hạnh phúc nó lệch lạc, chúng ta có một quan điểm hạnh phúc nào đó nó không đúng với đạo lý, thì coi chừng chúng ta mất cả cuộc đời đi tìm hạnh phúc, nhưng cuối cùng phát hiện ra y như một con thiêu thanh mà thôi, tự đốt cháy lấy cuộc đời của mình. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài pháp thoại. Và trong bài pháp thoại này thì Đức Phật có liệt kê, có đưa ra, có chỉ ra 4 cái niềm hạnh phúc, 4 cái niềm an lạc, 4 cái niềm hoan hỷ. Và càng hoan hỷ, càng an lạc, chúng ta càng có phước báo. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng lắng nghe 4 điều hoan hỷ này chưa ạ? Dạ rồi. Nên hôm nay cái tình muốn là kết thúc cái quá trình chúng ta đi Phật sự, đúng không ạ, ở Nam Định, thì kết lại bằng cái bài pháp đó là 4 điều hoan hỷ ở đời. Và kính tặng 4 điều hoan hỷ này đến tất cả các Phật tử. Chúng ta thành tựu được 4 điều này thì hy vọng lúc nào trên môi chúng ta nở nụ cười, và trong tâm của chúng ta cũng có một nụ cười hàm tiếu, bởi tâm chúng ta đã tràn đầy sự an lạc rồi. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Bây giờ cái Thành sẽ được trích nguyên văn đoạn kinh này như sau. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng tại Cô Ly cùng với các tỳ kheo. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến đảnh lễ. Thế Tôn nói với Anathapindika: có 4 loại an lạc này, này gia chủ. Người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là 4? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. Này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? Ở đây, tài sản thâu hoạch được do siêng năng, tích lũy được do mồ hôi đổ ra, thâu hoạch đúng pháp, nghĩ về điều ấy, vì ấy được hỷ lạc. Thế nào là lạc thọ dụng? Thiện nam tử thọ dụng những tài sản thâu hoạch đúng pháp, nghĩ về điều ấy, vì ấy được hỷ lạc. Này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Thiện nam tử không có mắc nợ ai một điều gì, dù ít ai nhiều, nghĩ về điều này, vì ấy được hỷ lạc. Thế nào là lạc không phạm tội? Này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu thân hành, khẩu hành và ý hành không phạm tội, nghĩ về điều ấy, vì ấy được hỷ lạc. Này gia chủ, có 4 loại an lạc này, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Trong đó hỷ lạc sở hữu, thọ hưởng không mắc nợ, chỉ bằng 1/16 hỷ lạc không phạm tội. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1, chương 4, Phẩm Nghiệp Công Đức, phần không nợ. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1998, trang 682. Chúng ta cùng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong bài kinh này, đối tượng Đức Phật thuyết Pháp đó chính là ông Anathapindika, là một người cư sĩ, đúng không ạ? Nên cái bài Pháp này rất phù hợp đối với cư sĩ. Tại có những bài Pháp Đức Phật lại thuyết riêng cho các vị tỳ kheo, nhưng trong bài Pháp này thì Đức Phật lại thuyết riêng dành cho những người cư sĩ. Khải Thành biết quý Phật tử bên ngoài còn cơm, áo, gạo, tiền, còn chồng, còn vợ, còn con, đúng ạ, còn cháu nữa cơ. Các cụ lớn tuổi rồi, bây giờ con cái đã trưởng thành nhưng bây giờ lo đến cháu. Và cái gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền bên ngoài, những cái gánh nặng của cuộc đời, nhiều lúc nó oằn lên đôi vai của mình. Và nhiều lúc mình không biết thế nào là vui thực sự cả, đúng không ạ? Nên nhiều lúc đáng lẽ ra chúng ta phải vui mà mình không biết để vui. Mà những điều không nên vui chúng ta lại vui. Nên hôm nay trong cái thời gian nhất định, chúng ta không thể chia sẻ hết được những cái niềm vui trong chánh pháp của Như Lai được, mà chúng ta chỉ chia sẻ 4 điều căn bản thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt đến với những niềm vui này. Theo tuệ giác của Đức Phật, theo tuệ giác của Thế Tôn, nhờ chúng ta làm ăn một cách chân chính mà mình trở nên giàu có. Và thành quả lao động mà khi chúng ta đã chân chính, và cái thành quả lao động mà mình có được, đây là một niềm an vui, đây là một niềm đáng tự hào. Bởi lẽ người giàu thì không thiếu, quý Phật tử ạ. Người giàu cuộc đời này không thiếu đâu. Nhưng mà không phải người giàu nào cũng có được sự bình an cả, đúng không ạ? Nên vừa rồi chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp, đúng không ạ? Báo chí cũng đã lên tiếng, chính quyền cũng đã vào cuộc, và phát hiện ra có rất nhiều người cực kỳ giàu. Và điều tra tới nơi thì tài sản của họ, rất nhiều những tài sản, mà đó là những tài sản bề nổi thôi nha, chưa tính những cái bề sâu. Những cái tài sản bề nổi nhiều lúc chỉ với một tài sản là hơn 1.000 tỷ rồi. Nhưng mà xin thưa, đời sống họ không an vui, và bây giờ tù tội đang đợi chờ họ rồi, đúng không ạ? Nhiều người đã mất mạng, nhiều người phải mất cả sự tự do, phải vào trong tù. Chúng ta nói về phương diện vật chất, họ có giàu không? Có, quá giàu. Ở đây ai có trong tài khoản hơn 1 tỷ, giơ tay cái thành xem nè. Có mà cũng không dám giơ. Tại bây giờ mình đang ở Nam Định, mà bây giờ mình còn về Bắc Ninh, về Hà Nội, mà giơ tay một cái lỡ trong này ai thấy được thì trên con đường về cũng hơi mệt, đúng không? Nên chúng ta thấy đó, một người chỉ ước mơ trong có 1 tỷ hoặc là vài trăm triệu thôi là đối với họ quá tuyệt vời. Thậm chí trong tài khoản của họ chỉ có khoảng vài chục triệu thôi là đã mừng rồi, đúng không ạ? Còn đây nhiều lúc cái tên lại không hiểu nha. Tại sao tài khoản của một số người hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ mà họ vẫn tham? Và tham đến mức độ như thế nào? Đến phải tù tội. Tham đến mức độ phải mất cả kiếp sống này, đúng không ạ? Nên xin thưa quý Phật tử đó, người giàu không thiếu, nhưng không phải ai giàu cũng có được sự an vui đâu. Mà giàu để có được sự an vui thì phải đảm điều kiện này. Điều kiện gì? Làm ăn chân chính. Làm ăn chân chính. Có nhiều người nói thầy ơi, làm ăn chân chính không giàu được đâu. Làm ăn chân chính là không có được nhiều điều gọi là lãi suất cao, rồi nhiều cái thu nhập lớn đâu thầy ạ. Phải cạnh tranh hết sức khốc liệt, thương trường như chiến trường thầy ơi. Cái Thành nói đó là do mình ham quá giàu thôi. Ham quá giàu mới như vậy thôi. Còn lại cái giàu của chúng ta biết đó, thiểu dục tri túc là giàu. Ví dụ chúng ta sống trong một căn nhà chỉ là cấp 4 thôi, che mưa, che nắng, che gió thôi, tài khoản chúng ta cũng có một số tiền nhất định thôi, nhưng mà mình biết đủ rồi, ngôi nhà đó tôi vẫn ngủ ngon bình thường. Trong ngôi nhà đó có tín trẻ tơ, trong ngôi nhà đó có vợ chồng con cái ăn một bữa cơm gia đình là giàu rồi. Còn có nhiều lúc tiền thì hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, mà nhiều lúc đó, bố mẹ và con cái không có khoảng thời gian ngồi lại với nhau, đó là nghèo đấy. Nên quý vị tự biết một điều vậy nè, cái phước mới là quan trọng chứ không phải tiền quan trọng. Tại sao quý vị tự biết không? Mình có tiền mà không có phước, rồi tiền cũng bỏ chúng ta ra đi. Mình có tiền mà không có phước, rồi tai họa cũng tới, làm sao đó tiền cũng mất đi. Mình có tiền mà không có phước, rồi sức khỏe chúng ta cũng bị vấn đề. Mình có tiền mà không có phước, gia đình của chúng ta hết xảy ra chuyện này đến xảy ra chuyện khác. Mình có tiền mà không có phước, nội tâm chúng ta luôn luôn đau khổ. Mình có tiền mà không có phước, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Nên tiền không quá quan trọng đâu. Tiền chỉ là phương tiện thôi. Mà quan trọng là cái gì? Cái phước. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên ví dụ cái tình thấy này, chùa chúng ta gọi là chùa làng, chùa quê, đúng không ạ? Chùa làng, chùa quê thôi. Hôm nay chúng ta đến với một ngôi chùa làng, chùa quê, mình ngồi dưới bóng già lam, không ngồi trong một cái khách sạn 5 sao. Chúng ta cũng không ở biệt thự nhà vườn, xíu nữa chỉ ăn cơm chay thôi. Nhưng mình cảm thấy vui không? Vui lắm, vui lắm. Mà có nhiều lúc á, mình có rất nhiều tiền nhưng ngồi trong một nhà hàng sang trọng để ăn, nhưng tâm hồn chúng ta lo lắng lắm. Bên này thì đồ ăn đầy, có tiền mà. Vào cái là không cần nhìn menu đâu. Tất cả những món ngon đem hết ra đây. Trên bàn đầy thức ăn. Nhưng mà vợ cầm điện thoại, chồng cầm điện thoại, con cầm iPad chơi game. Rồi vừa bên tay này thì gắp ăn, bên tay này nghe điện thoại, vừa bỏ điện thoại xuống là nhắn tin. Bữa ăn nó không ngon. Không ngon cả về hình thức tinh thần và không ngon cả về cái hình thức bên ngoài. Tại khi mình ăn mình phải tập trung ăn. Thì não chúng ta mới như thế nào, mới tập trung và tiết ra những chất hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Còn bệnh ăn ở đây tâm chúng ta vấn đề khác thì ăn khó tiêu lắm, đúng không ạ? Nên nhớ, quý Phật tử nhớ, tiền rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả, nó chỉ là phương tiện mà thôi. Và khi mình biết được tiền nó quan trọng nhưng nó chỉ là quan trọng ở một khía cạnh nào đó, nó chỉ là một phương tiện thôi để giúp mình hạnh phúc thôi, chứ không phải là hạnh phúc tất cả. Thì chúng ta có bán mạng để mình kiếm tiền, và đặc biệt chúng ta bán cả nhân phẩm đạo đức, chúng ta bán cả kiếp người vì tiền không? Không bao giờ. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ làm giàu chân chính thôi. Và xin thưa quý Phật tử nha, nhớ điều này nè. Khi chúng ta mưu cầu hạnh phúc, khi chúng ta làm giàu chân chính, có thể không giàu bằng những người khác, nhưng cái giàu nó bền vững. Cái giàu đó là như thế nào? Mồ hôi là nước mắt, là trí tuệ, là chất xám, là công sức của mình. Tối về ngủ rất ngon, tại vì hôm nay mình chả lừa ai cả. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Và khi cái giàu đó nó không hại ai cả, không hại ai cả, không bức hại ai cả, không luồn lách, không vi phạm pháp luật, và đặc biệt không vi phạm luật nhân quả, thì xin thưa tối ngủ rất ngon, không có gì phải đáng lo ngại cả quý Phật tử ạ. Nên đây Đức Phật nói này, một người mà giàu có, nhưng cái sự giàu có đó phải bắt đầu bằng nhờ làm ăn chân chính, thì đây mới được gọi là niềm vui đích thực. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Còn ngược lại, chúng ta giàu mà nhờ mưu mô, nhờ tranh đoạt, nhờ lọc lừa, thì cái sự giàu đó nó ẩn chứa rất nhiều tai họa quý Phật tử ạ. Thứ nhất là gì? Một ngày nào đó cái giàu đó cũng sẽ đổ vỡ, tù tội, bệnh tật, gia sản như thế nào ạ? Tán gia bại sản, hạnh phúc gia đình không bền vững. Thứ hai nữa là gì? Chưa đến lúc tán gia bại sản, chưa đến lúc tù tội, chưa đến lúc đổ nghiệp, thì nằm trên cái đống tiền đó vẫn lo lắng, đúng không ạ? Tại vì đồng tiền nó bất chính quá. Hôm nay mới dẻo miệng lừa được một cái vụ, có đơn hợp đồng, lừa được người ta, đúng không? Dẻo miệng quá mà lừa được người ta rồi. Thế là sao nhỉ? Có được số tiền mừng đó, nhưng mừng trong chốc lát, nhưng mà lo muôn đời. Lo muôn đời đấy. Nên ở đây quý Phật tử biết, vì tiền mà có rất nhiều người không chừa bất cứ một thủ đoạn nào cả. Thậm chí người tu họ cũng không chừa. Một, họ giả danh Phật tử lừa quý thầy. Hai, họ giả danh quý thầy lừa Phật tử. Ví dụ ngày hôm qua, có một Phật tử ở Hà Nội. Phật tử này thì họ đã liên hệ rất là kỹ với chùa Long Phương rồi. Chùa Long Hương của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải, đức quý Phật tử biết không? À, hướng dẫn chúng ta cách ăn dưỡng sinh đó, cân bằng âm dương đó, và chữa được rất là nhiều bệnh. À, chữa rất là nhiều bệnh. Thì quý Phật tử biết không? Các cái bài giảng của Thượng Tọa, ở trên này các cái bài giảng của Thượng Tọa đang giảng về một cái loại thực dưỡng nào đó để hỗ trợ sức khỏe. Bên dưới là thông tin và số điện thoại của người đó. Và quý Phật tử này biết rõ ràng đây là giả mà, thì buổi sáng mới gọi điện. Thì khi mà nghe gọi điện mà cái tới bên kia xưng thầy đây, thì quý Phật tử này biết rõ mà. Thứ nhất, Phật tử này đã trực tiếp vào chùa rồi, thì nghe biết đây là thầy của mình hay không phải thầy của mình liền. Thì quý Phật tử nói thầy nào? Nói thầy Tuệ Hải đây con. Thì quý Phật tử nói đừng có làm những điều đó mang tội. Không có bất cứ một vị thầy nào ngồi đó mà canh chừng điện thoại như là tổng đài để bán hàng cả. Và thầy của tôi bây giờ đang nhập thất trên Đà Lạt, ảnh tu một thời gian rồi, để quay trở lại tiếp tục làm Phật sự. Ngày hôm kia cũng vậy, Khải Thành đi giảng ở trong chùa miền Nam. Lúc đó thì có một sư bà cũng đang bị bệnh, quý Phật tử, đang bị bệnh tiểu đường. Và khi bị bệnh tiểu đường rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Và lúc đó thì khi khám ra thì vừa tiểu đường và vừa bị xơ gan. Chúng ta biết là Thượng Tọa Tuệ Hải là rất giỏi về vấn đề chữa về gan. Lúc đó cái Thành mới giới thiệu, rồi nếu mà sư bà cần á, thì con sẽ kết nối để cho sư bà có thể là tới chùa Long Hương để mà chữa bệnh. Thì sư bà nói thầy ơi con bị lừa rồi, con sợ lắm. Nói sao vậy? Nói con cũng lên mạng, con cũng nghe Thượng Tọa giảng, rồi con cũng đặt hàng, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra cái người bên kia họ bán đồ giả không à. Cũng vì tiền đó quý Phật tử ạ, nhưng họ vô cùng kinh khủng khiếp. Cũng vậy, trong cái mùa Covid vừa rồi thì có rất nhiều tài khoản giả mạo ni sư Hương Nhũ, đúng không? À, đăng tin một cái tấm hình ni sư đang ngồi giảng, và đăng tin cái tấm hình của ai thì không biết đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Nói ni sư đang bị Covid rất là nặng và cần sự giúp đỡ. Mà chúng ta biết khi mình nghe pháp ni sư, mình rất là quý ni sư, đúng không ạ? Rất quý kính ni sư, rất biết ơn ni sư. Và thấy một người mình rất quý kính, rất là biết ơn, bị bệnh mà cần sự hỗ trợ, mình hỗ trợ không? Hỗ trợ ngay. Và rất nhiều người đã hỗ trợ, nhưng mà đó không phải là ni sư. Họ lừa quý Phật tử ạ. Khải Thành cũng bị một lần. Đang đi giảng, một tấm hình cái Thành đang chắp tay niệm Phật, còn ba tấm hình kia không biết ai băng bó nằm trong nhà thương. Nó là thầy Khải Thành đang đi giảng, trên đường bị tai nạn, thế bây giờ cần tiền phẫu thuật. Thế mình đang giảng, may quá, thế mình đang giảng online. Thế là Phật tử thầy ơi thầy con giảng á thầy. Nó vâng thầy con giảng. Thì họ mới gửi cái tấm hình qua, thì mới biết là có người mạo danh Khải Thành quý Phật tử ạ, để mà huy động tiền. Tức là cũng vì tiền đó quý Phật tử, cũng vì tiền. Được, cũng trong cái mùa Covid luôn. Chắc có khả năng là bần cùng sinh đạo tà cái sao á. Trong mùa Covid đó nhiều vấn đề tiêu cực lắm. Cũng trong cái mùa Covid thì có rất nhiều mà gọi là nguyên đường dây. Nguyên đường dây. À, đúng một công thức thôi. Và quý Phật tử biết có một cái ngày đỉnh điểm là một ngày cái ta nhận đến 3 cuộc gọi lừa đảo. Họ kết bạn Facebook. Thì mình thì ít lên Facebook, nhưng mà thấy ai kết bạn thì mình nghĩ họ vào họ nghe pháp thì mình đồng ý thôi. Bắt đầu kết nối, dạ thưa thầy con là Phật tử ở Mỹ, Việt kiều Đức, Việt kiều Mỹ, Việt kiều Anh, Việt kiều Canada, đủ các nước. Nhưng bây giờ con không về Việt Nam được. Giờ con muốn, thứ nhất là con cúng dường chùa, thứ hai là con muốn cúng dường để phóng sinh cầu an, thứ ba nữa con cúng dường để cầu siêu. Đây là danh sách rất rõ ràng quý Phật tử. Danh sách những người còn sống, những người đã mất. Những người còn sống thì cầu an bao nhiêu tiền, những người đã mất thì cầu siêu bao nhiêu tiền. Thì mình cảm thấy cũng bình thường. Nếu có điều kiện thì mình vẫn giúp họ. Nói dạ tới đây bây giờ thầy có xài SMS banking không? Nói dạ có. Thì bây giờ thầy cho con cái số tài khoản. Thì mình cũng cho, tại vì họ muốn gửi thì phải có số tài khoản. Nói thầy ơi bây giờ con có số tài khoản của thầy rồi, nhưng xíu nữa có cái tin nhắn ngân hàng tới đó, thầy cho con cái mã code. Lúc đó cái Thành ngờ ngợ. À, lúc đó họ mới chụp cái màn hình qua là tên của họ, ở dưới là tên của mình, là số tài khoản của mình, số tiền là 35 triệu rồi. 35 triệu rồi. Và chỉ cần có cái mã cốt nữa thôi, nhập vào là tiền sẽ nhảy qua. Nhưng Thành biết nhập vào là tiền nhảy đi, chứ tiền nó không có nhảy qua. Tại vì sao? Tại vì thời xưa lúc cái Thành chưa xuất gia, cái Thành đã làm ngân hàng rồi. Cái Thành đã làm ngân hàng gần 1 năm rồi. Và cái Thành rất là rành về cái công nghệ ngân hàng này. Cái Thành biết mà không có ai mà đưa cái mã cốt của điện thoại mình mà cho người ta mà tiền nhảy vào cả, nó nhảy ra không à. Nhưng quý vị tự biết không? Thầy cho con ID đi, tra combat. Thế là cái Thành mới nhắn lại. Cái Thành vẫn nhắn bình thường nha. Cái thằng nhắn ID là gì quý vị tự biết không? Người không sợ nhân quả. Và bát là gì quý vị biết không? Địa ngục đang chờ đón. Thế là nó chặn Facebook Khải Thành luôn. Vừa chặn xong buổi sáng, bữa chiều lại có một người khác. Lúc này cái Thành dùng chiêu khác. Cái Thành gọi điện video call để có cái mặt họ thế nào. Thầy ơi, con đang ở ngân hàng đây, thầy gửi gấp cho con đi, bây giờ con bận nhiều việc lắm. Thế cái Thành gọi điện lại. Thì nghe giọng nhưng mà không thấy hình. Nó mở hình lên, thầy xem ngân hàng nào. Nó thầy ơi bên này tối lắm. Nó trời ơi đi ngân hàng sao buổi tối. Rồi cắt máy, cúp máy, chặn máy luôn. Nên quý phải tự thấy không ạ? Trong cuộc sống này nếu chúng ta không có đạo lý thì vì đồng tiền chúng ta bất chấp mọi thứ. Và ma lực của đồng tiền nó kinh khủng khiếp lắm quý Phật tử ạ. Đúng không ạ? Nên chúng ta thấy tiền ai cũng cần cả. Nhưng nếu tiền đó bất chính thì dù là 1 đồng 1 cắc cũng đừng bao giờ bỏ vào túi để mang nỗi lo cả đời. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Còn lại thầy trò chúng ta đây không giàu. Trừ một số người giàu giấu thì thầy không biết nha. Thầy trò chúng ta đây không giàu. Nhưng mà quý Phật tử yên tâm. Mình không giàu về vật chất, nhưng những gì mình có được, tài sản của mình có được là mồ hôi, là nước mắt, là công sức, là trí tuệ, là chất xám, là mưu sinh chân chính, thì hãy vui. Tại vì chúng ta đã có được sự giàu có thực sự rồi. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Đó là niềm vui đầu tiên. Niềm vui đầu tiên. Niềm vui thứ hai, đó là tài sản do công sức làm ra. Và chúng ta, tài sản mình làm ra thì mình có quyền thụ hưởng nó không ạ? Có chứ. Có quyền chia sẻ nó không ạ? Có chứ. Mình làm ra mồ hôi, nước mắt, công sức, chất xám của mình thì mình được quyền ăn, mình được quyền uống, mình được quyền mặc. Đúng không ạ? Mình được quyền đi du lịch, lâu lâu cũng đi du lịch mà. Đi để học hỏi, đi để enjoy cuộc sống này. Đúng không ạ? Rồi chúng ta có tiền, mình có quyền chia sẻ không? Có chứ. Mình thấy người nào nghèo, người nào khổ, chia sẻ. Mình thấy những cái hoạt động từ thiện nào cần, mình chia sẻ. Mình thấy chùa nào cần xây dựng, mình chia sẻ. Ví dụ như chùa chúng ta chuẩn bị thỉnh một cái pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không? Thì cái Thành biết được rằng chùa chúng ta chỉ là chùa quê thôi. Là để thỉnh một pho tượng mà chúng ta biết tượng ở nhà thì dễ, tại vì nhỏ. Còn tượng ở chùa thì lớn. Đặc biệt chùa mà tượng lộ thiên, tức là những cái tượng bỏ bên ngoài thì còn lớn hơn rất là nhiều. Cái những pho tượng này mình thấy lớn rồi đúng không? Nhưng chỉ trong chùa thôi. Nhưng mà bỏ ngoài chùa phải pho tượng lớn hơn nữa. Đúng không? Nên nếu khi chúng ta thu nhập chân chính rồi, ngoài vấn đề lo cho gia đình, lo cho bản thân mình, để lại một khoản để phòng khi ốm đau bệnh tật, để một khoản để tái sản xuất đầu tư, thì còn một khoản chúng ta đi bố thí, cúng dường, chia sẻ. Thì khi chúng ta thọ hưởng những cái tài sản chân chính của mình, chia sẻ những tài sản chân chính của mình, đó là niềm vui. Được không quý Phật tử? Đó là niềm vui. Tại sao? Tại mình tự chủ được tài chính của mình. Lúc này tiền không phải là ông chủ khó tính đâu, mà tiền là một người đầy tớ trung thành. Còn nếu chúng ta như một con thiêu thân, cứ kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, bất chấp những cái sự lừa lọc, thì tiền lúc đó là ông chủ của mình. Nó sai mình làm cái gì mình làm cái đó. Tại ma lực đồng tiền nó lớn quá. Còn trong trường hợp này, khá giả cũng được, giàu có thì càng tốt. Nhưng cái khá giả hay là cái giàu có này là tự lực của mình, không lừa lọc ai cả, và làm ăn hết sức chân chính. Và quý phải tự tin nha, làm ăn chân chính sẽ giàu, giàu cực kỳ bền. Và khi mình giàu rồi, đồng tiền đó là của mình, thì hết sức tự hào khi mình thọ hưởng nó, và đặc biệt mình chia sẻ nó. Thì đó là một niềm vui. Một niềm vui. Vừa rồi, tuần trước, cái Thành có đi chung với một câu lạc bộ Tâm An ở Hà Nội, tổ chức một cái chuyến đi từ thiện. Khải Thành thì cái Thành không có tiền nhiều, cái Thành chỉ bỏ một chút xíu thôi. Nhưng mà cái Thành gieo duyên thì có một số cái Phật tử đã cùng bỏ tiền vào để cùng từ thiện chung. Thì trong đó có một em rất là dễ thương, năm nay mới học lớp 3, lớp 4 thôi. Cái Thành cũng gặp mấy lần rồi, nhưng lần này thì mới có duyên nói chuyện. Thì mình cứ nghĩ mình nói chuyện thôi cho gieo duyên thôi, còn rớt được cái nào hai cái đó. Nhưng mà gieo lần này thì nó rớt được. Thế là nói một hồi thì mới nói con, cuộc sống của con rất là hạnh phúc. Tại gia đình của em nó cũng sống trong một điều kiện cũng khá là ổn. Nhưng mà con biết không, bên ngoài còn có nhiều người không may mắn như con đâu. Thì nó mới trố mắt lên, nó mình nhìn mình, nó dạ có hả thầy? Nó có chứ con. Tại vì sao? Cái với tờ biết nhỏ lớn ở trong vòng tay của bố mẹ mà. Học hành trường quốc tế, đâu có lo lắng gì đâu. Nên nhiều lúc là đi học về nhà, ăn uống đi học về nhà, con biết ngoài có cảnh khổ gì? Nó có con ạ. Ở ngoài có nhiều người khổ lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Ở những vùng Tây Bắc á, nhiều lúc con có thấy các em nhỏ ở trần không à? Tại vì chỉ có mỗi cái quần để mặc, lạnh lẽo lắm. Rồi có những em mắt, tai, mũi, lưỡi không đầy đủ như mình đâu. Thế thì em nó nói, dạ tới đây về bây giờ mình phải làm sao? Nó mình hãy giúp đỡ. Nếu có khả năng thì cứ giúp đỡ ở một phần nào đó. Và thầy mới nói là vậy thì tuần sau thầy ra lại vào thứ bảy, có đi từ thiện thì con có đi không? Nó dạ con có đi. Nhưng mà đi ở đâu vậy thầy? Nó đi ở làng Hữu Nghị. Lúc ở đó thì có hơn 120 em bị bệnh chất độc màu da cam, thương lắm. Thế bây giờ con đóng góp bao nhiêu? Thì mình nghĩ nó 300.000, 500.000 tôi con nít mà, đâu có tiền đâu. Lúc này em nó dạ con đóng góp 15 triệu. Ba mình nói tiền ở đâu ra? Nó dạ tiền đây là tiền được bố mẹ rồi ông bà mấy năm nay mà đầu năm cứ lì xì tiền đó, quý Phật tử gọi là mừng tuổi hả? Lì xì đó, con không xài gì. Và bây giờ con thấy nghe thầy nói là tiền con để trong con không xài gì mà bên ngoài còn rất nhiều người khó khăn. Thế là con phát tâm. Như chúng ta biết đúng không ạ? Nó nhỏ mà nó ý thức được vậy. Và khi nó phát tâm mà ngày nó đi mà cùng mà tặng quà cho các cựu chiến binh, cùng tặng quà cho các em, nó vui lắm. Và từ ngày đó về sau, mỗi lần cái Thành ra là đều ra gặp thầy. Tại vì sao? Nó đã được niềm vui đúng với chánh pháp rồi quý Phật tử ạ. Nên chúng ta thấy không, chỉ mới có mấy tuổi thôi mà đã hiểu được, đã biết được rồi thì đã có niềm vui rồi. Vậy quý Phật tử ở đây mình đã hiểu được niềm vui này chưa? Thì hãy vui với niềm vui này nha. Hãy vui với niềm vui này. Hãy mưu cầu chân chính, làm ăn chân chính. Và có được cái số tiền chân chính rồi, thọ hưởng bản thân của mình. Thọ hưởng chứ không có hưởng thụ nha. Thọ hưởng là những cái nhu cầu cần thiết của bản thân mình. Và còn lại thì hãy biết chia sẻ nha. Nên ở đây, biết hôm nay thì Phật tử ở chùa mình rất là ít. Chủ yếu là Phật tử từ Tương Mai với chùa Bắc Ninh là gì? Chùa Nhân hả? Chùa Nhân đúng ạ. Thì thôi, đây cũng là một cái duyên lành. Nên xíu nữa nhé, mình nghe giảng xong thì thôi thầy trò chúng ta mỗi ly mỗi lai để chúng ta cúng dường, xây dựng cái pho tượng Bồ Tát Quan Âm ở chùa Đức Thịnh này. Đồng ý không? Đồng ý không? Đấy, đó là niềm vui đấy. Niềm vui rất nhẹ nhàng, đúng á, rất là hoan hỷ luôn. Niềm vui này thì càng vui càng tốt. Càng vui càng tốt. Đó là niềm vui thứ hai. Niềm vui thứ ba, nhờ chúng ta làm ăn chân chính nên chúng ta thoát được nợ nần. Chúng ta không còn lo lắng, không bị bức bách phiền muộn và luôn ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Đây là một niềm vui. Chứ nếu hôm nay đi nghe giảng bởi nhà còn nợ, vui không nhiều được đâu. Thậm chí nghe cũng như thế nào? Hồi hộp. Tại vì sao? Thưa thầy, hôm nay đã là ngày 16 tháng 10, nửa tháng rồi. Mà đến ngày 30 tháng 10 là đáo hạn ngân hàng, thầy ơi. Mà cuối năm thì nhiều sổ sách lắm. Cuối năm thì nhiều khoản phải chi lắm. Cuối năm nhiều khoản phải trả lắm thầy ơi. Mà chúng ta mang nặng trên mình vài cái món nợ từ đây đến cuối năm thì có vui được không? Làm sao mà vui nổi, đúng không ạ? Nên khi chúng ta làm ăn chân chính, chúng ta giàu có, chúng ta khá giả rồi, mình thoát được nghèo, mình thoát được nợ, chúng ta không còn lo lắng, không còn bức bách nữa, thì lúc đó chúng ta có niềm vui, được không quý Phật tử? Được không ạ? Ở đây nói thêm chút xíu nữa, ngoài vấn đề nợ nần về vật chất thì còn nợ nần về tình nghĩa. Tại vì quý vị tự biết sao không? Có những cái món nợ nặng nhất cuộc đời đó là tình nghĩa. Tại vì nợ tình nó khó trả lắm. Tiền thì bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu, bao nhiêu trăm, rõ ràng. Thậm chí có thêm lãi suất cũng được, không sao cả. Nhưng mà tình cảm biết bao nhiêu để trả. Trả mà trả lố quá, kiếm sao gặp lại nữa. Có nghĩa là hai người gặp nhau phải có duyên. Nhưng phải có gì? Có nợ. Có duyên mà không có nợ cũng không đến được với nhau. Mà có nợ không có duyên cũng không đến với nhau. Nên gồm có duyên và nợ. Thì trong hai người đến với nhau thì chắc chắn duyên và nợ. Và đã có nợ rồi thì phải có người nợ, có chủ nợ, đúng không? Nên trong gia đình nha, thấy bà nào mà ý là nhìn vào trong gia đình mối tương quan với vợ và chồng, biết ông này đang mắc nợ bà hay là bà này mắc nợ ông, nhìn biết liền. Biết không? Ở đời có kinh nghiệm đúng không? Biết liền. Biết liền đúng không ạ? Biết rõ ai nợ ai liền. Nhưng mà biết nợ bao nhiêu? Không biết. Và trả như thế nào? Ở ngoài thì không có đạo lý. Mình ý mình là chủ nợ. Chúng ta đang nói về chủ nợ tình cảm nhé. Thế là mình cứ lấn lướt cái người bị mắc nợ, lấn lướt riết hết nợ, mình nợ ngược lại, kiếp sau thấy cái cảnh, đúng không? Nên chúng ta thấy có nhiều cái gia đình mà bị sao quý vị tự biết không? Bạo lực gia đình đó. Thì cái bạo lực gia đình này thì gồm có nhiều nguyên nhân, gồm có nghiệp mới và nghiệp cũ. Nghiệp mới thì chắc chắn có một cái sự mâu thuẫn nào đó trong cái mối quan hệ giữa vợ và chồng. Và nghiệp cũ là gì? Hai người đến với nhau có duyên nhưng nợ nhiều hơn. Nợ nhiều hơn. Và cái cách trả nợ của những người không hiểu đạo, họ thường thường lấn lướt, áp đặt, đàn áp, độc tài, độc quyền, và thậm chí đã dùng đến lời nói xâm phạm và dùng đến vũ lực để tác động đến người khác, đúng không ạ? Họ ý như vậy, nhưng họ làm một thời gian rồi họ hết phước, bên kia hết nợ. Và cứ làm thì kiếp sau sẽ gặp lại đúng những trường hợp này, họ sẽ trả hơn gấp nhiều lần nữa. Thế là oan gia cứ kiếp này sang kiếp khác, đúng không ạ? Còn ngược lại, sống trong mối tình cảm gia đình vợ chồng thì như nào? Thương yêu nhau, biết là có duyên có nợ đó, nhưng thôi trả nợ bằng đạo lý, trả nợ bằng đạo nghĩa vợ chồng, trả nợ bằng những điều tốt đẹp, thì nợ nó hết, duyên nó còn, mà cái nghĩa nó còn thấm sâu hơn nữa, thì sống càng hạnh phúc. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Rồi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là duyên là nợ đấy. Có nhiều đứa con sinh ra mình nợ nó, trời ơi mình thương nó lắm, nhưng mà như nào nó quay lắm, phá đủ thứ à. Nhưng phá gì thì phá, mình cũng lo lót hết mọi thứ, tại mình biết mình đang nợ nó. Có nhiều đứa con lại ngược lại nha, không biết vì sao mình lại thương ít hơn cái đứa kia, nhưng mà toàn làm những điều tốt đẹp cho mình không à, đúng không ạ? Tại vì em đó nợ mình. Lúc đó nếu chúng ta không có đạo lý thì chúng ta cứ đi theo cái xu hướng nợ và không nợ. Đứa nào mình nợ thì mình cứ thương, và mình không biết vì sao mình như vậy. Còn đứa nào mà nó mang nợ mình, nó cứ thương mình, nó chăm sóc cho mình, mà mình cứ hưởng hờ. Còn bây giờ hiểu đạo rồi thì mình biết, đúng không ạ? Cân bằng lại mọi thứ. Biết là mình cũng nợ đứa con đó đó, nó tán gia, nó bại sản, nó phá phách đủ thứ, mình cũng chạy tròn đủ nơi để mà trả nợ. Nhưng bây giờ biết rồi, trả thì cứ trả, nhưng sau mỗi lần trả phải dạy cho nó một bài học, và phải có cam kết đoàn hòa. Chứ nếu không cứ ngựa quen đường cũ, quý Phật tử. Con cũng vậy, trước đó thì mình hay hưởng hờ với đứa con mình thương, nó thương mình mà mình hưởng hờ. Mình cũng không quan tâm đến đứa con mà nó tự biết lo chăm học chăm làm. Nhưng bây giờ hiểu đạo rồi, đúng ạ, thì chúng ta càng phải thương đứa con đó nữa. Thì đó là như thế nào? Chúng ta đang cân bằng lại những cái nợ về ơn về nghĩa trong cuộc sống này. Và chúng ta cân bằng được rồi, không nợ ơn nghĩa nữa, mà chỉ sống với nhau bằng tình bằng nghĩa thôi, thì lúc đó tuyệt vời lắm quý Phật tử ạ. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Cũng vậy, trong cuộc sống này không phải là tính toán đâu, nhưng mà ai đó giúp đỡ chúng ta một điều gì đó chỉ là nhỏ thôi, phải biết ơn và có cơ hội hãy trả ơn. Đừng có thụ hưởng ơn một cách như thế nào ạ? Thụ động. Đừng thụ hưởng ơn một cách bền vững mà không bao giờ tìm cách trả ơn. Ví dụ, trong lúc khó khăn mình có thể nhận sự giúp đỡ của mọi người, đúng không ạ? Bình thường mà, ai cũng có lúc khó khăn cả. Không phải ai cũng luôn luôn gặp những điều may mắn. Nhưng khi chúng ta nhận một cái món quà, nhận được một sự giúp đỡ của người khác trong lúc khó khăn, thì hãy nguyện với lòng rằng phải cố gắng nỗ lực không khó khăn nữa. Và khi mình vượt thoát khỏi khó khăn rồi, thì nguyện lòng thứ hai là gì? Gặp những trường hợp khó khăn như mình thời xưa, hãy dang rộng vòng tay để giúp đỡ, y như hôm nay mình được giúp đỡ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Thì khi chúng ta sống tình nghĩa, có trước, có sau, có ơn, có nghĩa, thì chắc chắn rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được điều hỷ lạc, được sự an lạc như Đức Phật đã dạy. Đó là điều thứ mấy rồi? Thứ ba rồi. Điều thứ tư, Đức Phật nói, ba điều trên là niềm hoan hỷ, là niềm an lạc rất lớn, nhưng nó chỉ bằng 1/16 cái niềm hạnh phúc thứ tư thôi. Đây mới là niềm hạnh phúc tuyệt vời trong đạo này. Nãy giờ chúng ta nói chỉ 3 niềm hạnh phúc bên đời thôi, đúng không? Thứ tư là niềm hạnh phúc trong đạo. Là gì? Không phạm tội là niềm an lạc to lớn và quan trọng nhất. Tất cả tư duy, tất cả lời nói, tất cả việc làm chúng ta đều trong sáng, đều lương thiện, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đó chính là an vui tối thượng và đích thực. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta thấy đó, không phạm tội. Đầu tiên chúng ta sẽ xét về mặt thế gian. Chúng ta sống trong một xã hội, đúng không ạ? Xã hội nào, đất nước nào thì đều có hệ thống pháp luật. Ngành nghề nào cũng có những cái điều luật, điều khoản, quy định, nghị định, quyết định, đúng không ạ? Để giữ cho cái ngành nghề đó phát triển ổn định. Thì khi chúng ta sống trong một quốc gia, một đất nước, một xã hội, chúng ta đang làm việc trong một ngành nghề nào đó, chúng ta thượng tôn pháp luật, không vi phạm pháp luật, hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc, tại đâu có gì đâu phải tù tội. Còn lỡ một điều gì đó mà chúng ta vi phạm pháp luật rồi, đến một ngày nào đó bị sờ gáy, sợ không? Sợ lắm. Mà thậm chí chưa bị sờ gáy, đêm cũng ngủ không ngon, ăn cũng không yên đâu. Cái Thành không có dám nói những cái lỗi quá lớn. Ví dụ cái ngày đó thì không phải đổ thừa hoàn cảnh, nhưng mà trong cái trường hợp đó thì do có một trường hợp đột xuất, bất đắc dĩ, bên kia rất là cần sự hỗ trợ của mình, nên lúc đó mình lo quá, thế là mình chạy hơi nhanh tốc độ chút xíu thôi. Hơi nhanh tốc độ chút xíu. Và khi chạy qua rồi thì mình mới phát hiện ra, con đường này có gắn camera bắn tốc độ. Mà nó đã gắn rồi thì chắc chắn bị phạt nguội. Thì cái ngày mà mình chờ đợi cái biên bản gửi tới nhà, xem cái tốc độ mình lúc đó chạy là vượt 5, 10, 15, 20 km. Bị thế nào? Có bị bấm lỗ cái bằng không? Có bị là vài chục triệu không? Đúng không ạ? Cái cảm giác đợi chờ cái bản án đó nó lo lắng không ạ? Có. Chúng ta thấy đơn giản chỉ chạy xe đúng tốc độ thôi về nhà là mình đã ngủ yên rồi. Mà lỡ chạy xe không đúng tốc độ, vượt đèn xanh đèn đỏ mà bị phạt nguội là bắt đầu lo rồi. Đúng không ạ? Còn những cái tội lớn nữa thì thôi rồi quý Phật tử, lo lắm. Đúng không ạ? Lo kinh khủng khiếp. Thấy người khác bị bắt mà mình chưa bị bắt, cái cảm giác đó nó lo lắm. Tại vì không thoát được. Đúng không ạ? Nên đầu tiên chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Sống trong chế độ nào, sống trong xã hội nào, sống trong đất nước nào thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật để bảo vệ an toàn cho mình, bảo vệ an toàn cho mọi người, và mình được an vui trước đã. Như vậy. Và còn một cái luật nữa là luật gì? Luật gì? Luật nhân quả. Cái luật này mới khó nè. Luật nhân quả nhiều lúc có những cái mình thấy rõ mồng một, nhưng có nhiều cái mình không thấy và mình đã làm, đúng không ạ? Đến khi làm trổ ra quả báo rồi mới thấy kinh khủng. Nên chúng ta nhớ có một câu gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nghĩa là sao? Chúng sinh mình á, vô minh lắm. Làm không có sợ đâu. Muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn nghĩ gì nghĩ, không sợ. Đến lúc bị quả báo rồi mới sợ. Đúng không? Còn các vị Bồ Tát thì khác. Các vị Bồ Tát tức là trí tuệ đó. Trước khi làm điều gì, nói điều gì, các ngài suy nghĩ rất kỹ. Sau việc làm này, sau lời nói này, có đem lại lợi lạc an vui cho chúng sinh không? Nếu có, làm. Còn nếu không, tuyệt đối không hề làm. Nên Ngài trí tuệ chưa làm đã bắt biết sợ rồi. Còn mình làm cho đã, cũng chưa sợ, đến lúc trổ quả báo rồi mới sợ. Nên trong trường hợp này quý vị tự biết đó, không phạm tội thì ngoài cái phương diện pháp luật của thế gian, của một đất nước, thì còn cái phạm tội của cái gì? Thiện và ác. Phạm tội liên quan đến nhân quả nữa cơ. Có những cái lời nói, đúng không ạ? Xúc phạm người khác. Xúc phạm người khác mình cảm thấy bình thường. Tội đó, chứ không phải bình thường đâu. Đừng nghĩ là mình phải đánh vào mặt của người khác cho người ta khóc. Mình phải đâm vào người khác cho người ta đau. Mình mới đi tù. Mình mới bị mang tội. Không. Nhiều lúc lời nói nó còn đau hơn cả dao đâm vào tim nữa. Có không? Có. Lời nói không là khói, sao khóe mắt lại cay cay. Lời nói không là dao mà khiến tim ta đau nhói. Lời nói không là gió mà khiến ta sa mãi. Lời nói nó ghê lắm cái Phật tử ạ. Mà bị một cái điều vậy nè, mình có muốn nghe những lời ngon ngọt, yêu thương, từ ái, tao nhã, đẹp lòng người không? Có chứ. Nói mà hơi lớn, nói hơi thô, nói hơi dữ, nói hơi hung ác là mình sợ rồi, mình né liền. Nhưng mà mình là không bao giờ né điều đó cho ai cả. Ngược đời đúng không? Mình thích nghe nói lời yêu thương, nhưng chúng ta hay đi nói lời thù hận. Muốn ăn quả cam mà suốt ngày đi trồng ớt, cuối cùng nó trổ ra trái ớt. Trời ơi, cam đâu. Mình là thế đấy. Như lúc nãy cái Thành nói đó, tùm ba tùm bảy lại mà ngồi nói chuyện say sưa, 99% đang nói xấu người khác, mới có cảm giác say sưa như vậy. Nói hết nhà người này sang nhà người khác, đúng không? Nói hết đến ông chồng, đến nói đến bà vợ, hết bà vợ đến những đứa con, nói hết. Thậm chí có nhiều người chết vẫn moi ra nói. Say sưa lắm. Hỏi vì sao? Nó thầy ơi, cái cảm giác nói xấu người ta nó sướng lắm thầy ạ. Nó cảm thấy nó sướng lắm. Nó cảm thấy như là một cái điều gì đó mà tạo hóa ban tặng cho con nói sướng cái miệng lắm thầy. Nó tại sao không nói tốt người khác? Nó thầy ơi, 3-4 người mang tụng lại nói tốt 2 phút hết rồi. Nói nó không đã. Cái cảm giác mà nói tốt người khác nó không có sướng. Đúng tim đen không? Đúng tim đen không? Trong một tràng pháo tay sám hối. Đúng không ạ? Nên đó, pháp luật không quy định rõ ràng. Có những cái lời nói mà xúc phạm nhân phẩm người khác, khi người ta khởi kiện rồi á, đúng không ạ, thì mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng có những lời nói bâng quơ, đúng không ạ, pháp luật bên ngoài thế gian không có rõ ràng quy định, họ cũng không khởi kiện mình, họ cũng không để ý chẳng hạn, hoặc là họ cũng không khởi kiện. Nhưng mà luật nhân quả âm thầm khởi kiện chúng ta. Đến lúc mình phải chịu quả báo. Mình không làm gì vẫn bị người ta chửi lại như thường. Đó là Khải Thành. Khải Thành nghĩ kiếp này thì không phải mình quá hoàn hảo. Khải Thành cái miệng Khải Thành cũng ghê lắm. Cũng từng đi chửi rất nhiều người. Lúc chưa tu mà dữ lắm. Trong làng trong xóm ví dụ ai chửi mình một, mình cũng ráng chửi được 2-3. Họ chửi mình to volume 1 thì mình vặn volume 10. Nói làm sao phải áp giọng người khác. Nên quý Phật tử thấy khi mà chửi lộn nhau không ai nói. Tôi nói cho chị nghe này, chị ơi cái này cái kia, có nói vậy không? Không, gồng lên mà nói. Đúng không ạ? À, thì mình biết mình cũng đã tạo nghiệp rồi. Nhưng có cái nghiệp là nói thẳng ra thì mình không tạo trong kiếp này. Nhưng mà đến lúc nó vẫn trả như thường. Tại vì sao? Tại vì kiếp trước mình đã làm. Thậm chí kiếp này mình chưa nói nhưng trong ý mình đã sai rồi. Cũng đã bị. Nên hiện tại đến bây giờ cái Thành vẫn bị người ta nói xấu như thường, vẫn bị người ta chửi như thường, vẫn bị người ta vu khống như thường, vẫn bị người ta vu oan như thường. Thì thôi bây giờ mình xem điều đó là bình thường đi, chứ biết làm sao bây giờ. Tại vì nghiệp đến phải trả. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Quan trọng là bây giờ đừng tạo nghiệp nữa. Lúc họ chửi mình, lúc họ vu khống mình, lúc họ vu oan mình quay trở lại chửi họ, vu khống họ lại thì coi chừng nghiệp chồng nghiệp. Còn bây giờ mình chấp nhận những cái nghiệp đó, đừng làm những cái nghiệp mới ác độc nữa, thì từ từ nó cũng sẽ đoạn diệt cái nghiệp đó thôi. Cũng vậy, trong thời đại ngày nay, quý Phật tử biết đó, Ngoài vấn đề chửi nhau trực tiếp thì còn chửi nhau ở đâu? Chửi nhau trên mạng xã hội. Thời xưa đánh ghen trực tiếp, bây giờ vừa đánh ghen, mày cầm cái máy giùm tao, bây giờ tao tống cửa vào một cái, bắt đầu là live stream liền. Có không? Có. Bây giờ cái gì cũng đưa lên mạng cả, đúng không? Chửi nhau cũng trên mạng. Thậm chí có những lời nói không chửi thẳng mà cà khịa, chửi sau lưng, mà chửi một cách hết sức thâm thúy, nó kinh lắm. Nên chúng ta thấy đó, cái tâm chúng ta mà còn ác độc á, lời nói chúng ta cũng không tốt được đâu. Nên chúng ta phải hết sức kỹ điều này nhé. Nên không phạm tội đó là gì? Lời nói chúng ta đừng nói lời ác độc, đừng nói lời dối trá, đừng nói lưỡi hai chiều, đừng nói lời khoe khoang, đừng nói lời vô ích. Thì lúc đó miệng chúng ta bớt nghiệp. Hành động chúng ta cũng vậy, không sát sanh hại vật, không trộm cắp của người, không tà dâm ngoại tình, không sử dụng các chất làm sai làm nghiện. Ý của chúng ta thì không tham, không sân, không si nữa. Tức là tam nghiệp thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh. Thì khi thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh, tức là tư duy, lời nói, việc làm đều trong sáng, đều lương thiện, lợi mình, lợi người. Đây là một niềm vui vô cùng lớn lao dành cho tất cả chúng ta, được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên quý Phật tử thấy đó, ba nghiệp thân khẩu ý thuần thiện, hay tâm chúng ta thanh tịnh rồi, thì đây là một cơ sở vô cùng vững chắc, thiết lập nền tảng bình an sâu lắng của nội tâm vô cùng vững chắc. Chúng ta có tiền, mưu sinh chân chính, hạnh phúc. Khi có tiền rồi chúng ta được quyền thụ hưởng một phần nào đó cho bản thân, chia sẻ hạnh phúc, đúng không ạ? Thứ ba nữa là gì? Chúng ta làm việc mưu sinh chân chính, chúng ta thoát nữa, chúng ta không còn gánh nặng nữa, và chúng ta sống như nào phơi phới, không phải bị nặng nợ về vật chất, không bị nặng nợ về tinh thần, về tình nghĩa. Chúng ta hạnh phúc an lạc. Và điều hạnh phúc an lạc mà lớn lao hơn tất cả những điều ở trên chúng ta nói, đó là chúng ta không phạm tội trên cả phương diện về pháp luật, và đặc biệt trên cả phương diện về luật nhân quả. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải trả những cái nghiệp trong quá khứ. Lúc đó chúng ta cũng hãy an vui. Tại vì sao? Nghiệp lỡ tạo trong quá khứ rồi, đến lúc nó trổ ra cứ phải trả. Và lúc đó chúng ta vẫn an lạc, vẫn an vui, và đọc thầm một câu thành chú nhỏ thôi: nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu. Và thế là cuộc đời chúng ta cứ an lạc. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên hôm nay rất là vui được cùng chung với quý Phật tử chùa Tương Mai, chùa Nhân, đúng không ạ, Bắc Ninh và Hà Nội, cùng Tháp Tùng, Ni Sư về đây Nam Định để mà cùng tham dự một buổi lễ đúc thánh tượng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Và được lần đầu tiên đến với chùa Đức Thịnh của sư thầy ở đây, gieo duyên Phật Pháp đến rất nhiều quý Phật tử. Đây là một niềm vui, đây là một sự an lạc. Và cái thành xin hồi hướng công đức này đến với tất cả quý Phật tử ngồi ở đây, cùng thân bằng quyến thuộc, gia đình của mình được thanh khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành, gieo trồng được nhiều thiện pháp, tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng. Và đặc biệt đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp được Phật Pháp, tinh tấn tu tập đến ngày giải thoát giác ngộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.